Thập lược Phạm Vương cũng như thế, dễ nói một tiếng khắp pháp giới, chỉ trong chúng hội chẳng ra xa, vì kẻ không tin chẳng thọ được. Âm thanh của Như Lai cũng là như thế, dễ nói một âm thanh mà khắp cùng pháp giới biến hóa vô cùng, hiện ra đủ thứ âm thanh. Âm thanh đó chỉ có đại chúng ở trong pháp hội mới nghe được, vì âm thanh đó chẳng lọt ra xa. Tại sao? Vì chúng sinh chẳng có tín tâm, chẳng có căn tin, chẳng có sức tin nên không thể nào tiếp thọ được pháp lớn. Ví như các nước cùng một tánh, vị tám công đức chẳng khác biệt, do đất đồ đựng đều khác nhau, thế nên khiến nước đủ thứ khác. Ví như hết thảy tất cả nước đều đồng một tánh, nước có vị tám thứ công đức, lắng trong tươi mát ngon ngọt nhẹ nhàng thấm nhuận an hòa trừ khác tăng ích. Chẳng có gì khác nhau, vì tất cả chúng sinh trở nhân tại nhân địa đều khác nhau, cho nên đến lúc kết quả liền có đủ thứ quả báo khác nhau. Tiếng Nhất Thiết Trí cũng như vậy, pháp tánh một vị chẳng phân biệt, tùy các chúng sinh hạnh khác nhau nên khiến nghe được đủ thứ khác. Âm thanh của Như Lai Nhất Thiết Trí cũng như thế, pháp tánh của một vị chẳng có gì khác biệt, tùy theo hành vi căn tánh của tất cả chúng sinh khác nhau cho nên khiến cho người nghe được có đủ thứ sự khác nhau, đều được lợi ích khác nhau, đều đắc được trí huệ khác nhau. Ví như vô nhiệt đại long vương mưa xuống thấm khắp đất diêm phủ, hãy khiến cây cỏ đều sinh trưởng mà chẳng từ thân và tâm ra. Ví như vô nhiệt não long vương có thể mưa xuống khắp đại địa cõi nam diêm phủ đề, hãy khiến cho tất cả cây cỏ hoa quả đều được sinh trưởng hân hoan vui mừng. Mưa đó chẳng phải từ thân long vương ra, cũng chẳng phải từ tâm long vương ra. Chư Phật Diệu Âm cũng như vậy, mưa khắp pháp giới đều thấm nhuần, hay khiến sinh thiện diệt các ác, chẳng từ trong ngoài mà có được. Diệu âm của thập lực chư Phật cũng như thế, giáo hóa khắp pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đều được lợi ích của pháp vũ, giống như được sự thấm nhuần của nước, hay khiến cho tất cả chúng sinh sinh trưởng tất cả căn lành, diệt trừ tất cả nghiệp ác. Đó chẳng phải từ trong ra, cũng chẳng phải từ ngoài đến. Ví như mana từ lòng vườn nổi mây 7 ngày trước khi mưa, đợi các chúng sinh làm việc xong, sau đó mưa xuống làm lợi ích. Ví như mana từ lòng vườn, tâm của ngài rất từ bi, khi sắp mưa xuống thì trước hết ở trong hư không nổi mây lớn 7 ngày mà chẳng mưa xuống liền. Tại sao? Vì chờ đợi tất cả chúng sinh làm xong công việc, sau đó mưa nhỏ xuống dần dần để thành tựu lợi ích chúng sinh, cho nên được gọi là từ tâm long vương. Thập lực thuyết pháp cũng như vậy, trước hóa chúng sinh khiến thành thục, sau vì họ nói pháp thâm sâu, khiến họ nghe được chẳng sợ hãi. Nhìn lại nói pháp nghĩa cũng như thế, trước hết giáo hóa chúng sinh khiến cho họ sinh ra căn lành, khiến cho họ được thành thục. Sau đó vì chúng sinh dễ nói diệu pháp thâm sâu, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được pháp không thể nghĩ bàn đó, trong tâm chẳng còn sự sợ hãi. Đại Trang Nghiêm Long Vương trong biển mưa xuống 10 thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm hoặc ngàn trăm ngàn thứ, nước tùy một vị trang nghiêm khác. Đại Trang Nghiêm Long Vương ở trong biển mưa xuống 10 thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm thứ mưa trang nghiêm, hoặc ngàn thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm ngàn thứ mưa trang nghiêm, tùy nước là một vị, nhưng trang nghiêm có sự khác biệt. Rốt ráo biện tài cũng như thế, nói 10-20 các pháp môn, hoặc trăm hoặc ngàn đến vô lượng, chẳng sinh tâm niệm có khác nhau. Người có do giáo biện tài cũng như thế, ngài nói 10 thứ pháp môn, hoặc nói 20 thứ pháp môn, hoặc nói 100 thứ pháp môn, hoặc nói ngàn thứ pháp môn, cho đến nói vô lượng pháp môn, nhưng trong tâm chẳng sinh ra ý niệm khác nhau. Tối thắng Long Vương Ta Kiệt La, nổi mây che khắp bốn thiên hạ, tất cả mọi nơi mưa đều khác, mà tâm rộng đó chẳng hai niệm. Tối thắng Long Vương tên là Ta Kiệt La, ở trong hư không nổi mây lớn che khắp bốn thiên hạ, bốn đại bộ châu, mưa xuống khắp tất cả mọi nơi đều có sự khác nhau, nhưng tâm của Long Vương đó vốn chẳng có hai niệm.